Cút ngay cho lão nương xa một chút, thật là một nhà sao tai họa. Chu bà tử vừa đánh vừa chửi, nhưng trong lòng vẫn là chưa hết giận. Chu gia người khác đứng ở một bên xem kịch vui. Ta nói nhị đệ tức à, người biết món này quần áo thế nhưng mẹ thích nhất, người làm sao lại làm hỏng rồi đây? Một bên đại xuyên vợ âm dương quái khí mà nói. Đúng vậy à, món này quần áo thế nhưng phu quân ta tại trên trấn làm theo yêu cầu, nhưng giá trị không ít bạc, coi như đem 10 cái kia hai khuê nữ bán đi cũng không đền nổi. Chu đại hà vợ âm dương quái khí mà nói. Chu đại sơn vợ nghe xong lời này cũng không dám cầu xin tha thứ, liền mặc cho chu bà tử quật. Mẹ, cầu ngươi đừng đánh nữa, lại từ nhỏ thảo mẹ nàng liền bị đánh chết. Chu đại sơn quỳ gối chu bà tử trước mặt, trung điệp dập đầu mấy cái vang tiếng. Đánh chết, ta lại cho ngươi lần nữa lấy cái vợ. Chu bà tử căn bản không có dừng tay ý tứ. Ta không muốn, ta liền muốn tiểu thảo mẹ nàng, cầu ngươi tha tiểu thảo mẹ nàng. Chu đại sơn lại nặng nặng dập đầu mấy cái vang tiếng. Tức chết ta rồi, ta hôm nay liền ngươi bạch nhã lang này cũng đánh. Chu bà tử vốn là đối cái này nhị nhi tử đau không nổi, gặp hắn như vậy không nghe lời, cầm lấy cái chổi liền hướng Chu đại sơn trên mình chào hỏi. Phanh phanh, Chu đại sơn quỳ dưới đất không nhúc nhích, mặc cho Chu bà tử đánh. Chu nãi nãi, ngươi đủ rồi, đánh chết người nhưng là muốn phạm pháp. Bộ phàm nhận được tin tức, mang theo tiểu bạch lư cùng Hỏa Kỳ Lân đuổi kéo qua, ánh mắt nghiêm túc nói: chẳng phải một kiện quần áo phá có thể bổ, có thể đổi, động lòng người mất mạng liền không cứu lại được. Hôm nay xem ở thôn trưởng mặt mũi tha các người, bất quá hôm nay các ngươi liền cho ta đòi lấy. Chu bà tử thở phì phò nói. Phía sau bộ phàm cho Chu đại sơn một nhà đơn giản nhìn một chút, đều là chút ít bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể tốt. Cái kia đề nghị ngươi có thể suy tính một chút. Bộ phàm nhìn hai cái tiểu nha đầu đáng thương, trong lòng thở dài nói: cảm ơn thôn trưởng. Chu đại sơn cúi thấp đầu nói. Bộ phàm lắc đầu, cũng không muốn lại quản Chu đại sơn. Những ngày tiếp theo, Chu bà tử vẫn như cũ là có chuyện không có việc gì liền lấy Chu đại sơn một nhà chút giận, nấu ăn không được, làm việc không lưu loát, hoặc cầm cái chổi đánh, hoặc phạt Chu đại sơn một nhà một ngày không ăn cơm. Thời gian liền một ngày như vậy trời đi qua, thẳng đến nửa năm sau, mẹ trên trần mới chuyển đến một hộ viên ngoại. Cái kia viên ngoại rất có tiền, bọn hắn cần rất nhiều nha hoàn làm việc, bất quá bọn hắn ký chính là chết ký, bán đi sau đó liền không cho nhận thân, chỉ là trưởng thành đến đẹp mắt nha đầu giá trị 20-30 lượng. Chu đại xuyên theo trên trấn biết được một tin tức, mau về nhà đem chuyện này nói cho vợ, vợ hắn lại đem việc này nói cho Chu bà tử nghe. 20-30 lượng, nhiều như vậy? Chu bà tử con mắt đều sáng lên, có thể nghĩ đến muốn bán tôn nữ lại có chút do dự. Mẹ, kim bảo thế nhưng ngươi đại tôn tử, cái này 20-30 hay đủ kim bảo đi học công đường tốt mấy năm. Nếu là kim bảo sau đó chúng đại quan, cái kia mẹ ngươi thế nhưng quan nãi nãi, ra ngoài nhà đầu phục thị, xe ngựa hầu hạ. Nghe do cả nói như vậy, Chu bà tử nói không tấm động đó là giả. Chứ không nói kim bảo thế nhưng thương yêu nhất đại tôn tử, liền nói nếu như kim bảo thật đã trúng đại quan, sau đó cuộc sống của nàng, não hài tưởng tượng lấy nha đầu phục thị hình ảnh. Nhưng tiểu thảo bộ dáng kia, có thể giá trị 20-30 lượng, không phải còn có tiểu hoa sao? Nha đầu này tại nhà lại không làm được cái gì sống, giữ lại liền là lãng phí cơm. Chu đại xuyên vợ lại nói. Chu bà tử chính giữa suy nghĩ, Chu đại hà vợ xông vào. Bán đi tiểu thảo, tiểu hoa, ta không có ý kiến gì, có thể làm cái gì bán đi bạc? Muốn lấy ra cho kim bảo lên tư thục à? Mẹ, người bất công cũng không thể như vậy thiên à, nhà ta mua vàng, mâm vàng cũng là tôn tử của người à. Chu đại hà vợ vốn chính là khắp nơi không muốn ăn thua thiệt chủ, vừa tiến đến liền kêu khóc, sợ người khác không biết rõ dường như. Cái này vừa khóc, lập tức kinh động Chu gia tất cả mọi người. Chu đại hà mặt lộ nghi hoặc, hỏi thăm tình huống. Chu đại hà vợ cũng mặc kệ mọi việc, ngược lại giống hạt đậu liền đem Chu bà tử muốn bán đi tiểu thảo tiểu hoa, tới để Chu kim bảo bên trên tư thục sự tình nói ra. Chu đại xuyên cùng vợ hắn sắc mặt không tốt. Mẹ, ngươi không thể bán tiểu thảo cùng tiểu hoa, bọn hắn thế nhưng ngươi cháu gái ruột à? Chu đại sơn đối hai cái khuê nữ thế nhưng đau lòng cực kỳ, lập tức quỳ xuống nói. Chu đại sơn vợ cũng không nghĩ tới Chu bà tử lại muốn bán đi tiểu thảo cùng tiểu hoa, cũng quỳ xuống khẩn cầu. Nãi, ngươi đừng bán ta cùng muội muội được rồi, chúng ta sau đó sẽ siêng năng làm việc. Hai cái tiểu nữ hài cũng quỳ gối Chu bà tử trước mặt khóc cầu đạo. Thế nào, làm ta lão bà tử này chết, nói chuyện không được việc. Chu bà tử là quyết tâm muốn bán đi tiểu thảo cùng tiểu hoa. Mẹ, ta cầu ngươi đừng bán tiểu thảo tiểu hoa, sau đó ngươi để ta làm cái gì đều thành. Chu đại sơn khóc, không ngừng đem đầu dập đầu trên đất. Ngươi thật là muốn tức chết ta mới nguyện ý à? Chu bà tử tức hồn hển, cầm lấy cái chổi liền hướng Chu đại sơn trên mình đánh. Ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn như vậy, không nghĩ tới nuôi đầu bạch nhãn lang, nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi cái bạch nhãn lang. Nãi, đừng đánh cha ta. Tiểu thảo cùng tiểu hoa bảo vệ Chu đại sơn, Chu đại sơn vợ cũng ôm Chu đại sơn. Tốt, nhìn ta hôm nay không quất chết là các người. Chu bà tử càng đánh càng hăng say. Nhị đệ muội à, chúng ta cũng là vì tiểu thảo tiểu hoa tốt, gia đình kia thế nhưng trên trần phú thương, nghe nói đi nhà hắn làm việc người mỗi ngày đều có thịt ăn, còn có tiền tháng cầm. Chu đại xuyên vợ một bộ người hảo tâm dáng rất khuyên nhủ. Chậc chậc, chuyện tốt như vậy, ngươi thế nào không cho chính mình khuê nữ đi? Chu đại hà vợ chậc chậc nói.
Phải biết cũng không chỉ Chu Đại Sơn có khuê nữ, liên Chu Đại Xuyên cũng có một cái khuê nữ. Bất quá đối với cái khuê nữ này, Chu Đại Xuyên vợ thế nhưng đau lòng cực kỳ. Ta khuê nữ sao có thể đi làm nha hoàn, năng sau đó nhưng là muốn làm nhà giàu sang thái thái. Chu Đại Xuyên vợ đối với Chu Đại Hà vợ cái này gậy quấy phân heo thế nhưng không có sắc mặt tốt. Ngày bình thường, các nàng liền không ít phân cao thấp, nhưng không nghĩ tới chuyện tốt như vậy, lại bị Chu Đại Hà vợ quấy đục. Trong lòng Chu Đại Sơn phát lạnh, nhà bọn hắn khuê nữ là bảo bối, chẳng lẽ mình nhà khuê nữ cũng không phải là bảo bối. Hắn càng không có nghĩ tới chính là nói ra lời này người, dĩ nhiên là hắn đại tàu. Không biết tại sao trong lòng Chu Đại Sơn lạnh lẽo thấu xương, dù cho bị Chu bà tử quật, cũng không cảm thấy đau. Chuyện này rất nhanh kinh động đến thôn dân. Bộ phàm nhận được tin tức, vội vội vàng vàng chạy tới. Nhà các người đây cũng là thế nào sự việc, ba ngày hai đầu liền náo chút ít sự tình tới, thật là chê ta người thôn trưởng này quá nhàn phải không? Trông thấy sắp bị đánh chết Chu Đại Sơn một nhà, bộ phàm không chút khách khí gầm thét một tiếng, vội vàng để thôn dân đem Chu bà tử kéo ra. Nói đi, lần này lại là chuyện gì? Chu bà tử không nói, Chu gia cái khác cũng không nói chuyện. Cuối cùng, bán tôn nữ việc này cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Thôn trưởng, ta muốn tách ra. Chu Đại Sơn mặt xám như tro, phảng phất mất đi linh hồn đồng dạng. Cái gì? Xung quanh thôn dân đều bị Chu Đại Sơn quyết định giật nảy mình, liên bộ phàm cũng không nghĩ tới Chu Đại Sơn dĩ nhiên sẽ tách ra, đây là thái dương hướng tây bên cạnh dâng lên. Người, Chu bà tử phảng phất cũng không nghĩ tới Chu Đại Sơn sẽ nói như vậy. Chu Đại Sơn nhìn Chu bà tử một chút, cắn chặt răng, đem Chu bà tử dự định bán đi Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa sự tình nói ra. Cái này phảng phất là tại yên lặng hồ nước ném đi một tảng đá lớn, nháy mắt kích thích sóng to gió lớn. Chúng thôn dân biết Chu bà tử luôn luôn không chào đón Chu Đại Sơn một nhà, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Chu bà tử sẽ tính toán bán đi chính mình cháu gái ruột. Các ngươi hiểu cái gì? Ta bất quá là để Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa đi cho cái kia trên Trần Phú Thương làm nha hoàn, cũng không phải cái gì. Mỗi tháng có tiền tháng cầm, còn bữa bữa còn có thịt ăn, các nàng thế nhưng đi hưởng phúc. Chu bà tử không phục, giải thích. Chu nãi nãi, ta nhưng không biết trên trấn có cái nào hộ phú thương là mới chuyển đến trên trấn, hơn nữa tuyển nha hoàn, con bỏ ra giá cao như vậy ông. Bộ phàm cười lạnh nói, bất quá, ta ngược lại biết có một chỗ thật phù hợp Chu nãi nãi địa phương, mới chuyển đến trên trấn, còn xuất ra nổi giá tiền này, đãi ngộ lại tốt địa phương. Thôn trưởng, là nơi nào á? Có thôn dân hiếu kỳ nói, trên trấn mới mở Di Hồng Lâu. Thanh âm bộ phàm bình thản nói, chúng thôn dân giật nảy mình. Nữ nhân cùng hài tử có lẽ không biết rõ Di Hồng Lâu là địa phương nào, nhưng các hán tử hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, đây chính là tốt, không đúng, không phải một cái địa phương tốt gì. Chu Đại Sơn vợ chồng hai người cũng là hù đến, nhưng Chu Đại Xuyên phu thê sắc mặt hai người lại hơi đổi. Cái gì Di Hồng Lâu? Chu bà tử nghi hoặc, Di Hồng Lâu liền là chỉ có thể để nam nhân đi vào bên trong hưởng thụ địa phương. Bộ phàm chắp lấy tay nói, không có khả năng. Chu bà tử tuy là cả một đời không đi ra thôn, nhưng làm sao không rõ chỉ cho phép nam nhân đi vào địa phương là cái gì, sắc mặt nàng lập tức khó coi. Người không tin có thể đi hỏi thăm một chút, Di Hồng Lâu là trước đó vài ngày mở, còn thiết bảng. Để những cái kia nuôi không nổi nữ nhi người ta, đem nữ nhi bán cho các nàng, dáng dấp xinh đến đẹp đến, có thể bán 5-60 lượng. Bộ phàm âm thanh lạnh lùng nói, 5-60 lượng, Chu bà tử đột nhiên nhìn về phía Chu Đại Xuyên vợ chồng hai người. Các ngươi không phải nói mấy 2-30 lượng, cái này... Chu Đại Xuyên vợ chồng hai người không biết nên nói cái gì. Cái này còn có chính giữa thương kiếm lời chênh lệch giá. Nghe được Di Hồng Lâu là địa phương nào, còn muốn đem tôn nữ bán cho chỗ kia, Chu nãi nãi. Các người không muốn cái mặt này, thôn các hương thân còn muốn cái mặt này, ngươi để sau đó các hương thân thế nào đi gặp người. Bộ phàm trầm giọng quát lên, thôn trưởng nói đúng lắm, Chu bà tử, ngươi cũng quá không tưởng nổi, lại địa phương kia ngươi còn dám đi Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa đi. Đúng vậy à, nếu là để người những thôn khác biết chúng ta đem khuê nữ bán cho cái kia bẩn thỉu địa phương, sau đó những thôn kia người làm sao nhìn chúng ta á? Sau đó thôn chúng ta tử cô nương còn thế nào lấy chồng á? Đúng vậy à, cái này quá không ra gì. Trong lúc nhất thời, các thôn dân trong lòng bất bình, nhà bọn hắn đều có khuê nữ tồn nữ. Nếu là thôn thành danh bại hoại, sau đó ai dám lấy bọn hắn ca lạp thôn cô nương? Chu Đại Sơn vợ chồng hai người giờ phút này đáy lòng lạnh thấu. Nếu như không phải bọn hắn kiên trì, chỉ sợ Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa liền bị bán cho cái kia bẩn thỉu địa phương, chịu nam nhân khi dễ. Thôn trưởng, người muốn cho ta làm chủ, ta không cầu cái khác, chỉ cầu theo cái nhà này phân đi ra. Chu Đại Sơn quỳ ở trước mặt bộ phàm, ngươi đây là làm cái gì, nhanh lên một chút. Bộ phàm nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ cho ngươi làm chủ, ngươi cái không có lương tâm bạch nhãn lang. Chu bà tử bị tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng cảm thấy nàng không có sai, nàng chỉ là không biết rõ chỗ kia là địa phương nào mà thôi, hơn nữa quan trọng hơn chính là Tiểu Thảo Tiểu Hoa không phải còn không bán. Giờ phút này Chu Đại Sơn tâm đã nguội, có lẽ mẹ hắn là thật không biết đó là cái gì địa phương, nhưng đại ca hắn đại tẩu chính xác biết đến, nhưng bọn hắn biết vẫn còn muốn đem Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa bán đi địa phương như vậy. Cái nhà này, hắn thật không muốn ở lại. Hắn sợ, có một ngày không tại, vợ cùng khuê nữ đều sẽ bị bán đi. Ta không đồng ý. Chu bà tử sống chết không đồng ý đem Chu Đại Sơn một nhà phân đi ra, nhưng bộ phàm sẽ không cho Chu bà tử phản đối cơ hội, trực tiếp để người gọi tới Chu thị tộc trưởng.
Phải biết Chu thị tộc trưởng tại Chu thị trong tộc bên trong thế nhưng có tuyệt đối quyền uy. Bởi vì náo loạn Chu bà tử bán tôn nữ sự tình, hơn nữa bán địa phương vẫn là Di Hồng lâu, đây của thực bại hoại Chu thị mặt mũi. Nguyên cớ, Chu tộc trưởng lên tiếng, Chu Đại Sơn phải phân đi ra, nếu như không phân, liền đem Chu bà tử cả một nhà người đều theo ra phả vạch rơi, vậy mới khiến Chu bà tử đồng ý tách ra. Bất quá, Chu bà tử có yêu cầu, đó chính là cái gì cũng không biết cho Chu Đại Sơn một nhà, không phải liền không đồng ý tách ra. Bộ phàm nguyên bản còn muốn làm Chu Đại Sơn một nhà tranh thủ chút gì, nhưng Chu Đại Sơn tâm đã lạnh thấu, chỉ muốn mau mau mang theo thê nữ rời đi cái nhà này, nói cái gì, hắn không muốn đồ vật, cũng muốn tách ra. Bộ phàm không thể làm gì khác hơn là đem trong thôn một chỗ lâu không có người cư trú nhà lá để Chu Đại Sơn một nhà cư trú, bởi vì chỗ này nhà lá quá lâu không có người cư ngụ, cỏ dại đều trưởng thành đến cao hơn nửa người. Các hương thân gặp Chu Đại Sơn một nhà đáng thương, tách ra cũng không phân một kiện đồ vật, nhộn nhịp tới giúp Chu Đại Sơn dọn dẹp nhà lá. Thậm chí một chút các hương thân còn đem một chút nhà bọn hắn không cần đến chất cỗ đồ dùng trong nhà, nồi chén muôi chậu cho Chu Đại Sơn một nhà. Cảm ơn thôn trưởng, cảm ơn các vị các hương thân. Theo rời đi Chu bà tử nhà, Chu Đại Sơn thần tình rất bình tĩnh, nhưng giờ phút này trong mắt nước mắt không kiềm hãm được chảy ra. Người người đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng chỉ có thể nói chưa tới chỗ thương tâm. Sau đó thật tốt sinh hoạt, chiếu cố thật tốt thím, tiểu thảo, tiểu hoa các nàng trước đây đi theo người không dễ dàng. Bộ phàm an ủi một câu, sẽ, Chu Đại Sơn lau một cái nước mắt, trung điệp gật đầu, vốn cho là chuyện này liền như vậy đã giải quyết, thật không nghĩ đến còn không qua bao lâu, Chu bà từ nhà lại náo ra muốn tách ra, lần này tách ra người là Chu Đại Xuyên cùng Chu Đại Hà hai huynh đệ, nguyên nhân rất đơn giản, từ lúc không có Chu Đại Sơn một nhà miễn phí sức lao động, Chu bà từ hai cái vợ lại là lười biếng thành tính người, thường xuyên sẽ bởi vì ai làm việc nhiều, ai làm sống ít cãi nhau. Có thể nói như vậy, không có Đại Sơn một nhà, Chu bà từ nhà những ngày này có thể nói là sáu nước đại phong lẫn nhau, một chữ loạn. Cuối cùng, Chu Đại Hà một nhà đưa ra tách ra, không cùng phòng lớn một chỗ qua, phòng lớn cũng có ý tứ này. Cái kia mẹ cùng nhà ai qua? Chu Đại Hà hỏi, cái kia tất nhiên cùng chúng ta phòng lớn qua à, nào có mẹ cùng tiểu nhi tử qua? Chu Đại Xuyên vợ ôm lấy ngực nói, ai nói không có, mẹ, ngươi theo chúng ta qua à, chúng ta sẽ thật tốt nuôi ngươi. Chu Đại Hà vợ một bộ nịnh nọt dáng dấp nói, vì tranh đoạt phụng dưỡng Chu bà tử, Chu Đại Xuyên cùng Chu Đại Hà còn kém chút treo lên tới. Chu bà tử trong lòng đừng đề cập có nhiều dễ chịu. Nhìn một chút đây chính là nàng nuôi hảo nhi tử Ân Huệ Tức, không giống cái kia Bạch Nhãn Lang một nhà. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Chu bà tử cảm thấy vẫn là từ Chu Đại Xuyên một nhà phụng dưỡng nàng, cái này đem Chu Đại Xuyên một nhà vui cười phá. Nhưng đến tách ra thời điểm, bởi vì gia sản, Chu Đại Xuyên một nhà cùng Chu Đại Hà một nhà lại suýt chút nữa treo lên tới. Chu Đại Xuyên cảm thấy hắn muốn phụng dưỡng Chu bà tử muốn phân nhiều một ít, nhưng Chu Đại Hà cảm thấy Chu Đại Xuyên một nhà phân đến đã đủ nhiều. Bởi vậy, tách ra sự tình còn ở trong thôn ầm ĩ hồi lâu, mới cuối cùng phân ra nhà. Nguyên bản Chu bà tử cảm thấy đã tách ra, hai đứa con trai sẽ còn giống như trước đồng dạng kính trọng nàng, hiếu thuận nàng. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới tách ra không hai ngày, tiểu nhi tử Chu Đại Hà một nhà cảm thấy nàng tách ra không công bằng, đối với nàng không có sắc mặt tốt. Liên đại nhi tử cũng đồng dạng, bọn hắn lão cảm thấy bọn hắn muốn phụng dưỡng nàng lão thái bà này có lẽ phân nhiều một điểm, nhưng Chu bà tử đem trong nhà đại đa số bạc phân cho Chu Đại Hà một nhà, cũng đối với nàng bắt bẻ. Thế nào con tối liền ăn những cái này? Chu bà tử nhìn xem trên bàn mấy cái bánh bao, có chút bất mãn nói. Mẹ, ngươi đem bạc đều để lại cho tam phòng, chúng ta phòng lớn mới như thế ít bạc, hiện tại có ăn cũng không tệ rồi, sau đó chỉ sợ liền bánh bao cũng không ăn nổi. Chu Đại Xuyên vợ âm dương quái khí mà nói, một điểm bạc, vậy cũng có hơn 30 lượng à, còn chưa đủ mua chút ít thịt ăn. Chu bà tử cả giận, mẹ, ngươi có chỗ không biết, sau đó Kim Bảo muốn bên trên tư thục, muốn cưới vợ, chút tiền ấy đủ làm cái gì? Chu Đại Xuyên vợ chậm rãi nói, ta còn không phải cho các ngươi phân ra một nửa, những cái kia đủ Kim Bảo bạc bảo cưới vợ. Chu bà tử tức giận đến đầu mơ màng, mới một nửa có thể làm gì? Ta nói mẹ, ngươi ngại cái này, ngại cái kia, ngươi như vậy thương ngươi tiểu nhi tử, ngươi liền cùng bọn hắn đi qua. Trước đây, Chu bà tử quản lý việc nhà, Chu Đại Xuyên vợ sẽ còn kiêng kỵ một chút. Bây giờ cái nhà này là nàng quản lý việc nhà, nàng có cái gì tốt cố kỵ? Ngươi, ngươi, ta muốn để Đại Xuyên bỏ ngươi cái này bát phụ. Chu bà tử toàn thân run rẩy, run run đến chỉ vào Chu Đại Xuyên vợ. Mẹ, ngươi nếu là cảm thấy tiểu đệ nhà không tệ, ngươi liền cùng bọn hắn qua à, nhà chúng ta liền bộ dạng như vậy. Một mực yên lặng không lên tiếng Chu Đại Xuyên nói. Ngươi ngươi, Chu bà tử không nghĩ tới Chu Đại Xuyên sẽ nói như vậy, bị vô cùng tức giận. Tốt, thật tốt, ta liền đi Đại Hà nhà. Chu bà tử tức giận đến đứng dậy liền đi. Có thể đi Chu Đại Hà nhà, Chu Đại Hà vợ đối Chu bà tử đó là lòng tràn đầy bên trong có lời oán giận. Nhà bọn hắn liền phân ra ít bạc, liền gian nhà cũng không chiếm một phần, mà phòng lớn chiếm nhiều như vậy tiện nghi, còn muốn để bọn hắn phụng dưỡng Chu bà tử. Mẹ, lúc trước đã nói xong, là phòng lớn một nhà nuôi ngươi, ngươi thế nào tới nhà chúng ta? Chu Đại Hà vợ không khách khí chút nào nói. Chu bà tử trong lòng vốn là không thống khoái, liền đem tại Chu Đại Xuyên nhà phát sinh sự tình đầu đuôi nói ra. Quá đáng giận,
lúc trước đã nói xong, hiện tại ngược lại đổi ý. Chu Đại Hà cả giận, mẹ, ngươi yên tâm, ta cho ngươi lấy lại công đạo. Chu bà tử trong lòng đừng đề cập sảng khoái đến mức nào, vẫn là tiểu nhi tử tốt. Cứ như vậy, Chu Đại Hà một nhà mang theo Chu bà tử đi Chu Đại Xuyên nhà đòi công đạo. Đại ca, ban đầu ở tộc trưởng trước mặt có thể nói tốt, mẹ từ ngươi tới phụng dưỡng, ngươi thế nào liền muốn đổi ý? Chu Đại Hà chất vấn, ta phụng dưỡng mẹ không sai à, nhưng mẹ không hài lòng, ta có thể thế nào? Chu Đại Xuyên hỏi ngược lại, các ngươi đến nhiều như vậy chỗ tốt, liền cho mẹ ăn bánh bao, các ngươi còn lý luận đúng không? Chu Đại Hà nói, chúng ta đến chỗ tốt, tiểu thúc, ngươi nói ngược à, chúng ta muốn phụng dưỡng mẹ, liền phân ra điểm cùng gian nhà, trong nhà đại đa số bạc nhưng rơi vào nhà các ngươi trên đầu. Chu Đại Xuyên vợ bất mãn nói, ngươi ý gì à, cái gì đại đa số bạc rơi vào nhà chúng ta trên đầu, ngươi nói rõ ràng cho ta. Chu Đại Hà vợ không phục nói, Chu bà tử trong lòng thật lạnh à, vốn cho là tiểu nhi tử là tới vì nàng lấy lại công đạo, có ai nghĩ được là vì đem nàng đẩy cho phòng lớn. Tách ra phía trước, hai đứa con trai vì phụng dưỡng nàng kém chút treo lên tới. Tách ra phía sau, hai đứa con trai cũng là bởi vì phụng dưỡng nàng treo lên tới. Đến cùng sai lầm chỗ nào? Rõ ràng tách ra cực kỳ công bằng anh. Đại nhi tử muốn phụng dưỡng nàng, nguyên cớ đem gian nhà cùng một nửa ruộng đồng phân cho phòng lớn, mà tiểu nhi tử bởi vì không có nhà, đa phần chút ít bạc cùng một nửa ruộng đồng. Âm ý đến cuối cùng, Chu Đại Hà một nhà đem Chu bà tử ném ở Chu Đại Xuyên nhà không để ý tới, liền đi. Ngươi nhìn một chút, đây chính là tim ngươi đau bảo bối tiểu nhi tử, đi đều không cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Ngươi nơi đó liền là mắt bị mù tài trí nhiều bạc như vậy cho bọn hắn. Chu Đại Xuyên vợ tức giận đến cũng quay đầu bước đi, không để ý tới ngốc lăng tại chỗ Chu bà tử. Phía sau thời kỳ, ăn vẫn như cũ là bánh bao, bánh bao, bánh bao, mặc kệ Chu bà tử thế nào náo, Chu Đại Xuyên một nhà cũng đều làm không nghe được. Chu bà tử cảm thấy tại trong nhà ầm ĩ vô dụng, liền đến bên ngoài, gặp người liền nói Chu Đại Xuyên một nhà đối với nàng không được, ngược đãi nàng. Chu Đại Xuyên vợ nghe nói việc này, tức giận được đến tìm Chu bà tử phân xử. Mẹ, nhà chúng ta hảo tâm phụng dưỡng ngươi, ngươi còn tới bố trí chúng ta liền hỏi một chút ngươi, chúng ta là thiếu ngươi ăn, vẫn là thiếu ngươi mặc. Chu bà tử cảm thấy nói bất quá Chu Đại Xuyên vợ, trực tiếp tới một câu, các ngươi liền là đối ta không tốt, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta đối ngươi không được, ngươi có thể đi Chu Đại Hà nhà. Chu Đại Xuyên vợ không chút khách khí chỉ vào Chu bà tử liền nói, Chu bà tử nào dám đi, trước nàng cảm thấy đại nhi tử đồ ăn không thể ăn, liền muốn đi tiểu nhi tử nhà ăn. Tiểu nhi tử không nói hai lời liền đem nàng đuổi ra, nói cái gì lúc trước đã nói là đại ca phụng dưỡng ngươi. Hiện tại Chu bà tử hối hận, sớm biết lúc trước liền không phân biệt, nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng. Ngày hôm sau buổi chiều, Chu bà tử đói bụng đến không được, liền muốn đi phòng bếp tìm một chút ăn, nhưng vừa vào phòng bếp, liền gặp Chu Đại Xuyên một nhà trốn ở phòng bếp nhỏ bên trong ăn vụng cái gì. Nhìn xem Chu Kim Bảo gặm lấy to mập thịt gà, Chu bà tử chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Nàng đã rất lâu không ăn được thịt, chỉ là nghĩ đến Chu Đại Xuyên một nhà dĩ nhiên sau lưng ăn vụng thịt, Chu bà tử sao có thể nhận a? Không phải nói không có tiền mua thịt sao? Thịt này là từ đâu tới? Chu Đại Xuyên vợ gặp không dối gạt được, vừa muốn nói gì lại bị Chu Kim Bảo cắt đứt. Ngươi cái lão tiện nhân, có phải hay không muốn trộm ăn nhà chúng ta thịt? Ta nói cho ngươi, cái này thịt gà là nhà chúng ta. Chu Kim Bảo cắn một cái thịt gà nói, ta là nãi nãi ngươi. Chu bà tử bị Chu Kim Bảo lời nói cho tức giận đến không nhẹ. Đây chính là tâm nàng đau 10 năm đại tôn tử à? Đây chính là nàng ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ nát tôn nhi à? Mẹ ta kể, ngươi chính là ăn nhà chúng ta, ở nhà chúng ta mọt gạo, ngươi có mặt liền đi nhà tiểu thúc đi, đừng ở nhà chúng ta ở. Chu Kim Bảo vênh váo tự đắc nói. Chu bà tử chỉ cảm thấy đến hít thở có chút gấp rút, đầu một trận thiên hôn địa ám, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, cả người té ngã trên đất. Mẹ, mẹ, Bộ Phàm bị người vội vã gọi đến cho Chu bà tử khám bệnh, cho Chu bà tử thi châm phía sau, hướng về Chu Đại Xuyên một nhà cùng Chu Đại Hà một nhà lắc đầu. Ngươi là cứu trở về, chỉ là sau đó hành động nói chuyện khả năng không tiện, các ngươi xem như nhi tử nàng dâu quan tâm một chút. Chu Đại Xuyên một nhà cùng Chu Đại Hà một nhà nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối. Đối với hai nhà này thần tình, tự nhiên không gạt được trong mắt Bộ Phàm, hắn cũng không tiện nói gì, nhắc lên chữa dương liền rời đi. Chu bà tử mặc dù không có triệt để thanh tỉnh, nhưng đối với tình huống bên ngoài vẫn có thể nghe thấy một chút. Nàng nghe lấy hai đứa con trai vì hầu hạ chuyện của nàng cãi nhau, thậm chí còn kinh động đến Chu thị tộc trưởng tới. Cuối cùng, Chu tộc trưởng để Chu Đại Xuyên cùng Chu Đại Hà người hai nhà thường cách một đoạn thời gian liền chiều cố Chu bà tử. Vậy mới lắng lại người hai nhà tranh cãi. Chu bà tử nguyên lai tưởng rằng nàng ngã bệnh, hai đứa con trai có thể hết sức chiếu cố nàng, nhưng để nàng không nghĩ tới chính là đây chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Hai đứa con trai con dâu đều không muốn chiếu cố nàng, liền đem chiếu cố chuyện của nàng giao cho hài tử đi làm, nhưng các hài tử lại ngại phiền toái, trực tiếp đem cơm cho ném tới trên bàn để chính nàng ăn. Nhưng tay chân nàng không lưu loát, mặt miệng méo nghiêng, nơi nào có thể chính mình cầm chén ăn cơm mà. Nhưng mặc kệ nàng thế nào náo, hai đứa con trai con dâu cũng không để ý nàng. Nàng muốn đi tìm tộc trưởng, thôn trưởng phân xử, nhưng hai đứa con trai một nhà đều cực kỳ ăn ý đem nàng khóa ở trong gian nhà, không cho nàng đi ra. Cuối cùng, đó đến thực tế không có cách nào,
Chu Bà Tử chỉ có thể đem đầu vùi trong chén ăn. Cũng bởi vì hồi lâu không có người giúp nàng rửa sạch thân thể, trên người nàng dính đầy cướt tái, dù đến mấy cái hài tử đều không dám tới gần, liền Chu Bà Tử cũng có thể cảm thụ trên người nàng cái kia thối không ngửi được mùi thối. Thúi chết, thúi chết, ngươi nói ngươi cái này lão tiện nhân thế nào không chết á? Ngươi nói ngươi sống sót có thể làm gì? Chu Kim Bảo ghét bỏ che lỗ mũi, trực tiếp đem hai cái bánh bao khô hướng về Chu Bà Tử liền ném tới, theo sau xoay người rời đi. Chu Bà Tử nước mắt tuôn đầy mặt nhìn xem trên đất bánh bao khô, nàng run lập cập cầm lấy bánh bao khô gặm. Bánh bao khô quá cứng, quả thực là đen nàng hai khỏa răng cắn mất, máu tươi lưu tại bánh bao khô bên trên, để bánh bao khô biến mềm một chút, mang theo một cỗ mùi tanh, Chu Bà Tử từng miếng gặm. Nàng hai mắt vô thần, não hải quanh quẩn Chu Kim Bảo lời nói, thúi chết thúi chết. Ngươi nói ngươi cái này lão tiện nhân thế nào không chết á? Ngươi nói ngươi sống sót có thể làm gì? Có lẽ là lời này cho nàng động lực. Trong đêm, thừa dịp 10 Chu gia đều đang ngủ thời điểm, Chu Bà Tử từ trong nhà trộm đi đi ra. Bởi vì động tác không lưu loát, khập khiễng, bộ dáng 10 điểm cổ quái hướng Hậu Xuân đi đến. Còn không đi ra thôn, Chu Bà Tử liền bị trên đất đá cho trượt chân, cả người ngã đến chất vật không chịu nổi. Ông 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 ông, Chu Bà Tử khóc. Tiếng khóc này tại yên tĩnh trong đêm âm u khủng bố. Nàng hiện tại hối hận. Hối hận không phải tách ra, mà là lúc trước liền không nên sinh hạ mấy cái kia xúc sinh. Nàng muốn đi lão đầu tử trước mộ phần thổ lộ hết mấy cái xúc sinh bất hiếu. Gió lạnh gào thét, Chu Bà Tử chỉ cảm thấy đến lạnh cả người, nhưng thân thể lạnh giá, nhưng lại không sánh được trong lòng lạnh giá. Nặng, mí mắt thật nặng, Chu Bà Tử mí mắt chậm rãi khép lại. Mẹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lại tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ truyền đến. Cái thanh âm này tựa như là Đại Sơn, cái kia không bị nàng coi trọng nhị nhi tử. Nhưng đột nhiên, Chu Bà Tử cảm giác thân thể bị người bế lên, nàng muốn nói cái gì, nhưng toàn thân lại một chút khí lực cũng làm không lên, mặc cho Chu Đại Sơn ôm lấy. Cứ việc nàng không thể nói chuyện, nhưng nàng hay là nghe thấy một trận kịch liệt tiếng đập cửa, cùng Đại Sơn nóng nảy âm thanh. Thôn trưởng, ngươi mau nhìn xem mẹ ta đây là thế nào. Phía sau, Chu Bà Tử đầu óc không nghe lời ngủ thật say, đợi nàng khi tỉnh lại, đã không biết đi qua bao nhiêu trời. Nơi này là, Chu Bà Tử giật mình, giờ phút này, nàng nằm tại một chương sạch sẽ trên giường. Trên mình bởi vì thời gian dài không rửa sạch sên xê cảm giác không thấy, còn thay đổi sạch sẽ quần áo, tuy là nhìn lên có chút cựu, nhưng người lấy thật thoải mái. Nàng đã rất lâu không có mặc giặt sạch sẽ quần áo. Bất quá, tay chân nàng không thể động, chỉ có thể vặn vẹo đầu bốn phía nhìn một chút. Nóc nhà là cỏ tranh nắp, lờ mờ có thể nhìn thấy bên ngoài chiếu vào ánh nắng, đất vàng tường pha tạp không chịu nổi. Mẹ, người đã tỉnh, một cái ngạc nhiên âm thanh truyền đến. Chu bà nhà liền gặp Đại Sơn vợ nâng lên chậu nước đi vào trong nhà, theo sau mừng rỡ đi ra ngoài. Đại Sơn, Đại Sơn, mẹ tỉnh lại. Tiếp theo, Đại Sơn cũng tới. Mẹ, ngươi cuối cùng là tỉnh lại, ngươi cũng ngủ 3 ngày. Chu Đại Sơn cao hứng nói. Ông ông, Chu Bà Tử muốn nói chuyện, nhưng nàng phát hiện nàng không cách nào phát ra âm thanh. Mẹ, ngươi đừng nói chuyện, thôn trưởng nói ngươi bên trong gió rất nghiêm trọng, muốn điều dưỡng. Chu Đại Sơn lại nói. Ta 2 ngày phía trước đã cùng đại ca, tiểu đệ nói, sau đó ngươi liền từ ta nuôi, bọn hắn đồng ý. Chu Bà Tử choáng tại chỗ, rõ ràng nàng là không ai muốn lão thái bà. Rõ ràng nàng là bị ghét bỏ, vô dụng lão bà tử, nhưng vì cái gì Đại Sơn còn muốn nuôi à? Bất quá, mẹ, nhà ta thời gian miễn cưỡng sống qua, khả năng thức ăn không phải rất tốt. Chu Đại Sơn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, Chu Bà Tử hốc mắt không biết tại sao ẩm ướt, nàng không rõ vì cái gì, nhưng nước mắt vẫn là không cần tiền chảy ra. Mẹ, ngươi tại sao khóc, có phải hay không không nguyện ý lưu tại nhà chúng ta? Chu Đại Sơn sợ hãi, ông ông, Chu Bà Tử đột nhiên lắc đầu, phát ra từng tiếng nghe không hiểu ông âm thanh. Khả năng mẹ là cao hứng á? Một bên Đại Sơn nàng dâu thưa dạ nói. Chu Bà Tử trùng điệp gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chu Đại Sơn thật thà cười cười. Phía sau thời gian, Chu Bà Tử tại Chu Đại Sơn nơi ở xuống. Ngày bình thường đều là Đại Sơn nàng dâu tới đút nàng ăn cơm, tắm rửa, ăn chính là một chút gạo thổ cháo hoặc là đồ ăn cháo. Nhưng sau tại nhà đại nhi tử ăn cứng rắn bánh bao không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Hôm nay Đại Sơn nàng dâu có việc cũng không đến, nhưng để Tiểu Thảo tới đút nàng ăn cơm. Nhìn xem có chút sợ hãi nàng, cẩn thận từng ly từng tí đút nàng ăn cơm Tiểu Thảo, Chu Bà Tử trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng phát ra ông âm thanh. Sữa, ngươi là muốn đi nhà xí sao? Ngươi chờ một chút, ta lấy cho ngươi bồn tiểu. Nói lấy, Tiểu Thảo ra ngoài cầm bồn tiểu, nhưng Chu Bà Tử muốn nói là, Tiểu Thảo, đừng sợ, nãi nãi sẽ không đánh ngươi. Sữa, bồn tiểu lấy ra, Tiểu Thảo cầm lấy bồn tiểu chạy vào. Chu Bà Tử lắc đầu, dùng sức phát ra âm thanh gần từng chữ một. Tiểu Thảo, ngươi chán ghét nãi nãi sao? Tiểu Thảo không nghĩ tới Chu Bà Tử sẽ hỏi như vậy, thân thể nao nao. Chán ghét, Tiểu Thảo cúi thấp đầu. Chu Bà Tử thần tình lờ mờ. Bất quá, bởi vì ngươi là cha ta mẫu thân, nguyên của ta không ghét ngươi. Tiểu Thảo lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ nói. Chu Bà Tử hốc mắt sát một thoáng đỏ. Nàng trước đây vì cái gì hồ đồ như vậy đây, đem như vậy hảo hài tử xem như bạch nhãn lang. Buổi chiều là Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa giúp nàng tắm rửa thân thể. Mới bắt đầu, Tiểu Hoa còn có chút sợ Chu Bà Tử,
nhưng tại Tiểu Thảo an ủi phía dưới, Tiểu Hoa tính khí cũng từng bước buông ra. Nhìn xem trước đây tại nhà cũ trầm mặc ít nói Tiểu Hoa, bây giờ biến đến hoạt bát rộng rãi, còn thường thường cười đến cùng chim khách gọi tiếng đồng dạng dễ nghe như vậy. Chu bà tử cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng nàng càng là hưởng thụ, trong lòng đối Đại Sơn một nhà càng là xấu hổ. Nhờ tới trước đây đối Đại Sơn một nhà làm sự tình, nàng hận không thể phiến chính mình lượng bàn tay. Trước đây thật là sống đến thân chó lên, dĩ nhiên đem như vậy tốt một nhà đuổi đi ra, còn một phân tiền cũng không cho. Tại Đại Sơn nhà ngắn ngủi trong sinh hoạt mấy tháng phía sau, Chu bà tử cảm thấy nàng ngày giờ không nhiều, con mắt càng ngày càng không thấy rõ. Thôn trưởng, có người cứu lấy mẹ ta à? Chu Đại Sơn khẩn cầu nói. Dầu hết đèn tắt, vốn là Chu nãi nãi có lẽ tại mấy tháng phía trước liền nên mất mạng, là ta thi châm mới kéo tới hiện tại. Đại Sơn thúc, các người ném bi thương à? Bộ phàm lắc đầu, cảm ơn. Chu bà tử dùng sau cùng khí lực gạt ra hai chữ, mà hai chữ này là nàng đối bộ phàm nói. Nàng cảm thấy sống lâu mấy tháng này là nàng trong cuộc đời qua đến tốt nhất, tối thiểu cũng để cho nàng biết còn có người nhớ thương nàng cái lão bà tử này. Bộ phàm đối Chu bà tử gật gật đầu. Đây là Chu bà tử sau cùng một câu. Sau khi nói xong, Chu bà tử chậm chậm nhắm hai mắt lại. Nghe lấy Đại Sơn một nhà tiếng khóc, Chu bà tử trong lòng lại hối hận lại xấu hổ. Hối hận lúc trước vì cái gì không đúng Đại Sơn một nhà tốt một chút. Xấu hổ rõ ràng nàng đối bọn hắn một nhà như thế không được, nhưng vì cái gì bọn hắn một nhà còn đối với nàng tốt như vậy. Nếu như có thể trở lại trước đây, vậy cũng tốt, nàng nhất định sẽ đối Đại Sơn một nhà tốt. Chu bà tử trong phòng. Chúng ta đi thôi. Nhìn xem Chu bà tử khóe mắt trượt xuống hai hàng nhiệt lệ, bộ phàm thu hồi trước mặt huyễn hóa ra tới thủy kính hình ảnh, sai người, thân hình bỗng nhiên biến mất. Tiểu Bạch Lư cùng Hỏa Kỳ lần liếc nhau, cũng biến mất khắp nơi trong phòng. Bộ phàm, vừa mới những cái kia tràng cảnh là Chu bà tử tương lai chuyện sẽ xảy ra, vẫn là nói tất cả những thứ này đều là ngươi chế tạo mộng. Hỏa Kỳ lần cực kỳ nghi hoặc, tại thủy kính trong hình, Chu bà tử phát sinh hết thảy tựa như qua không ít năm, nhưng trên thực tế tại trong hiện thực, chẳng qua là qua nửa canh giờ sự tình. Ngươi cứ nói đi. Bộ phàm chắc hai tay, nho nhã cười một tiếng. Ta thế nào biết à? Hoa Kỳ Lân có chút tức giận. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi nói là, cũng là. Ngươi nói không phải, cũng không phải. Cái này ai có thể nói được rõ ràng? Bộ phàm cười cười, chắp hai tay, biến mất ở trong trời đêm. Hoa Kỳ Lân gãi gãi đầu. Cái kia đến cùng phải, hay là không phải đây? Nếu như là, cái kia bộ phàm thủ đoạn cũng quá sâu không lường được. Phải biết như loại này có thể thông hiểu người quá khứ tương lai thủ đoạn, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Cho dù là nó vị kia thân là yêu vương cha cũng không cách nào làm được. Con nói chính mình không phải ẩn sĩ cao nhân, hiện tại bại lộ á. Hoa Kỳ Lân lầm bầm một câu, dưới cái nhìn của nàng bộ phàm liền là trốn ở thôn nhỏ trang bức gia hòa. Bộ phàm nhưng không biết Hoa Kỳ Lân muốn cái gì. Kỳ thực đối với Chu bà tử những hình ảnh kia, hắn cũng không có cách nào phân biệt là thật hay là giả. Bởi vì tất cả những thứ này là hắn thi triển nào đó công pháp huyễn hóa ra tới. Môn công pháp này là hắn lúc đầu lấy được tu tiên công pháp, tên là Thiên Đạo Luân Hồi Công. Môn công pháp này cũng không phải thích hợp đối chiến. Nhưng dựa theo Thiên Đạo Luân Hồi Công miêu tả, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể nhìn nhân quả, có thể biết quá khứ tương lai, nhưng nhìn thấy Chu bà tử trong mộng dĩ nhiên xuất hiện hắn. Nếu như là tương lai, cái kia Chu bà tử trong mộng tự mình biết không biết rõ hắn tại nhìn xem hắn. Hắn có chút không rõ rằng Chu bà tử trong mộng phát sinh hết thảy đến cùng là thật là giả, hoặc là nói đây chẳng qua là song song tiểu thế giới. Bất quá, nói đi nói lại, tại Chu bà tử trong mộng hắn trưởng thành đến rất xoài đói. Nhưng bất kể như thế nào, trải qua giấc mộng này, Chu bà tử đối đãi Chu Đại Sơn một nhà có lẽ sẽ khá hơn một chút. Sau đó liền ít đi một cái soát kinh nghiệm nhiệm vụ, bộ phàm cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hắn thấy có một số việc nên làm, có một số việc không nên làm. Hôm sau trời vừa sáng, bộ phàm nhàn nhã cưới Tiểu Bạch Lư tại thôn đi dạo, đối diện liền gặp đến tìm hắn Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa. Thôn trưởng ca ca, người nhanh cùng chúng ta trở về nhà, nhìn một chút nãi nãi ta à. Tiểu Thảo không nói lời gì, liền muốn kéo lấy hắn hướng trong nhà đi. Tiểu Thảo, người muốn ta đi, cũng có lẽ nói với ta nãi nãi người đã xảy ra chuyện gì à? Bộ phàm nghi hoặc, chẳng lẽ là tối hôm qua phát công quá mạnh, Chu bà tử chịu không được, một mạng vù vù. Nãi nãi ta, nãi nãi ta. Tiểu Thảo có chút không biết nên giải thích thế nào, liền đem chuyện hồi sáng này nói ra. Thôn trưởng ca ca, buổi sáng nãi nãi để chúng ta lên bàn ăn điểm tâm, trả lại ta cùng Tiểu Hoa hai cái trứng gà ăn, Kim Bảo không cho, nãi nãi còn đánh hắn. Tiểu Thảo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ nói, ân ân, nãi nãi còn để chúng ta không cần làm sống, đi ra chơi, nãi nãi khẳng định là bị bệnh. Một bên Tiểu Hoa đầu nhỏ gật gật đầu, lên tiếng trả lời. Bộ phàm có chút khóc cười không được, cái này hai tỷ muội hóa ra là bởi vì Chu bà tử chuyển biến quá nhanh dọa sợ. Các người đừng lo lắng, bộ phàm vẫn là an ủi hai cái tiểu nha đầu, nãi nãi người đây là thay đổi tốt hơn. Thay đổi tốt hơn, Tiểu Thảo hai tỷ muội nghe đến lơ mơ. Đúng vậy à, nãi nãi người trước đây đến một loại bệnh, bây giờ khỏi bệnh rồi, tự nhiên là tốt. Bộ phàm dùng hai cái tiểu nha đầu có thể nghe thấy, giải thích nói. Thôn trưởng ca ca, người nói là sau đó nãi nãi sẽ không tiếp tục đánh chúng ta. Tiểu Hoa nắm lấy trọng điểm nói. Có thể nói như vậy,
Mộ Phàm gật gật đầu, tại Chu bà tử chúng bạn xa lánh, chật vật nhất thời điểm, chỉ có Chu Đại Sơn một nhà nguyện ý nuôi dưỡng Chu bà tử, có lẽ Chu bà tử lại thế nào không lương tâm cũng sẽ có điều xúc động á. Vậy thì tốt quá, Tiểu Hoa đặc biệt vui vẻ, Tiểu Thảo cũng không khỏi cười, nhìn xem hai cái cao hứng đến lanh lợi rời đi tiểu nha đầu, Mộ Phàm cười lấy lắc đầu, khả năng đối hai tử mà nói, khoái hoạt chỉ đơn giản như vậy. Buổi chiều, hắn trên đường gặp được Chu bà tử, "Tiểu thôn trưởng, ngươi đây là muốn đi đâu a?" Chu bà tử dĩ nhiên ngoài ý liệu chào hỏi hắn. Nguyên lai là Chu nãi nãi à, lão Chu thúc nhà heo bị bệnh, để ta đi nhìn một chút. Bộ Phàm cười nói, Chu nãi nãi, ngươi đây là muốn lên cái nào à? Ta, đi cho nhà ta lão đầu tử dâng hương. Chu bà tử cười nói, không hoàn huyên với ngươi, ngươi ngày khác rảnh rỗi đến nhà nãi nãi cái kia uống trà. Được rồi, Bộ Phàm gật gật đầu, nhìn xem mặt mày hông hào rời đi Chu bà tử, trong lòng hắn có chút cảm thán, quả nhiên trải qua sinh tử người liền là không giống nhau, liền tính khí cũng thay đổi. Bất quá, Chu bà tử đi cho Chu lão đầu dâng hương. Chẳng lẽ cho là tối hôm qua mộng, là Chu lão đầu báo mộng?